chào các bác nha. Hôm nay thì cháu lại tiếp tục là gửi cái phần quà của bà Mai Phong cùng với lại gia đình là cho ông. Thế thì hầu như là tháng nào là ông với lại là Mạnh thì cũng đều nhận được phần quà của bà Mai Phong cả. Nếu mà tốc độ này nhanh quá thì hám lại thôi nhỉ. Cái giảm nó thấp như này thì chắc là lúc mà ngã xuống thì cũng chả sao đâu nhỉ anh nhỉ. Nhưng mà gạch mà đập vào đầu phát là chắc có sao đấy. Ngã xuống phát có sao không biết ngay mà. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản En. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nền nhà của hai ông cháu của bác ạ. Và lần này thì cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ ghi hình từ trên cái đoạn đường mà cháu Lực là hay đứng ở chỗ này để ghi hình. Và ở nơi này cũng chính là cái khu mà để mà tập kết vật liệu xong là di chuyển đi xuống dưới. Và ở đây thì là hôm nay cháu Lực đi xuống ấy cũng có nhận được một phần quà là của bà Mai Phong cùng gia đình, là hầu như là tháng nào thì bà cũng đều là gửi cho cháu Lực là 500.000, và trong đó thì là bà có cho cháu Lực để làm kinh phí đổ xăng đi lại là 100.000, còn 400.000 thì cháu Lực mua 20 cân gạo xuống cho nhà của hai ông cháu. Và bây giờ thì ở đầu video thì cho phép cháu Lực xin được thay mặt ông với lại là bé Mạnh gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong cùng gia đình. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà trong thời gian qua bà đã tin tưởng và yêu quý cháu Lực, gửi những phần quà rất là ý nghĩa cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống cái nhà của hai ông cháu xem là cái tiến độ hôm nay của mấy anh em thợ là làm như thế nào các bác nhé. Ở đây là 20 cân gạo này các bác này. Hôm nay thì là cháu Lực là lấy không có đóng thành túi như mọi khi nữa, và cháu Lực đóng thành túi bao tải là lớn luôn. Có vẻ như là 20 cân thì cũng tương đối là khá là nặng các bác ạ. Vừa đi xuống thì là vừa ghi hình cùng các cô bác cũng như là ông bà là nói chuyện một chút để cho đỡ mệt hơn. Sáng nay thì cháu Lực là không thể mà xuống sớm được các bác ạ. Sáng nay thì là mưa khá là nhiều, đến tầm buổi chiều này các bác này thì bây giờ mới bắt đầu là tạnh một chút, và những cây cỏ đằng sau của cháu Lực lên đi ấy. Còn hiện tại là còn đang ướt thôi. Từ trên này đi xuống nhà hai ông cháu thì cũng khó xa lạ gì với lại các cô bác rồi. Ôi, có vẻ như là gặp ông ở đây luôn. Ông hộ cháu một tí không? Đây. Ông hộ cháu. Mày có ở nhà không? Vậy ông thì là chắc là thầy cháu Lực đi xuống đấy các bác. Thành ra là có đồ nặng thì ông lên đón cháu Lực là một đoạn. Mạnh thì có ở nhà không ông? Đúng không ạ. Vâng. Vâng. Thế là chơi xung quanh này thôi chứ. Chơi nhà đi đón. Ôi, ông không đi đi giày vào à? Đi giày. Thế hôm nay thì cháu Lực là đóng nguyên một cây là phần quà của hai chị là Nguyễn Thúy là gửi cho cháu Lực cô bác này. Còn có cả thêm là cả giày nữa. Vừa rồi ở đây có mưa to không ông? Ở đây mưa đi, mưa. Ở trên xã cũng mưa quá, thành ra là cháu không xuống được cả sớm hơn. Sáng nay mưa đấy, sáng nay. Vâng. Đấy,
Đây là lại phần quà là của gia đình là bà Mai Phong, là tiếp tục gửi cho ông với lại Mạnh ông nhá. Hôm nọ ông phơi thóc thì ra đi sát chưa? Đi sát rồi. Sát rồi á? Ông đi sát thì được bao nhiêu cân ông? Được bao nhiêu cân? 15 cân. À. Đây cũng có mấy sát nhỏ vào cái tỉnh trên kia rồi, sát rồi. Vâng. Ở ruộng này có vẻ như là người ta thả nước vào rồi ông nhỉ? Thả nước vào thì mưa to, có nước nhiều về. À. Ồ thế là mưa ở đây cũng mưa to đấy ông nhỉ? Mưa to đến nỗi mà những cái thửa ruộng này là đầy hết rồi đấy. Tối hôm qua cũng mưa trời sấm. May mà hôm nay là cháu có lấy xe được ra đến tận trên này đấy ông ạ. Nhưng mà để xe ở tít trên kia thì là vác 20 cân này đi xuống này thì cũng phải nói là một cái gì đó rất là nặng đấy các bác. Đấy, con đường của nhà hai ông cháu thì các cô bác cũng đã biết rồi. Khi mà vận chuyển cái gì đấy là cực kỳ là đi khó. Đấy, nhưng mà được sự là yêu quý và tin tưởng của các bác. Cho dù là đường cộ có khó như nào ấy thì là cháu Lực vẫn tìm cách để mà khắc phục. Đấy, những cung đường mà đi khó như này thì là khi mà đi vào ấy thì là nó mới đúng hoàn cảnh. Nhưng mà nếu như là hai ông cháu là có duyên với lại các bác thì có thể là trước kia là lên trên đường lớn để tìm một mảnh đất để mà ở cũng được đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là nó chưa đến mức là phù hợp cho lắm các bác ạ. Thì rằng là nếu mà bây giờ hai ông cháu, ông thì là công việc chính của ông làm về ruộng rồi, cho nên là để ông mà đi lại lại cái quãng đường ấy thì là một ngày cũng đâu đó là cũng đổ tầm là tiếng đồng hồ các bác, cả đi cả về. Đấy, bây giờ thì ông còn sức khỏe thì ông có thể đi được, nhưng mà độ mấy nữa ông già đi, ông ốm yếu rồi, sau tầm độ 5 năm hay là 10 năm nữa là ông không có thể mà đi được nữa. Đấy, cho nên là được các bác giúp đỡ như thế này rồi thì sau này nếu mà Mạnh học, sau này Mạnh học này, lớn lên rồi, Mạnh muốn đi ra ngoài ở thì Mạnh phải phấn đấu cái bản thân của mình để làm sao mà đây là một cái bàn đạp dành cho hai ông cháu rồi. Đấy. Những cái chỗ này thì là lúc nào cũng luôn ẩm ướt ông nhỉ, chỗ này ấy. Bây giờ thì ông đừng lấy trâu ra buộc đằng sau nhà đấy ông nhé. Ông cứ thả đi ông, không trúng đâu mà. Chào chú nhá. Có vẻ như là gạch sắp hết đấy chú nhở? Dưới còn nhiều hả chú? À, chú đang đánh thăng bằng à? À, hôm nay thì là đi xuống thì thấy là mấy chú thợ thì lại thêm là lên những cái hàng gạch lại rất là cao rồi các bác ạ. Bây giờ thì là bằng có thể là bằng người của ông rồi. Sắp nghỉ mấy phòng? Đấy, ra phía bên này là cao là hơn cả đầu của cháu Lực vừa cô bác ạ, bên này ấy. Đấy, vật liệu thì là bây giờ này, cắt này cũng sắp hết rồi. Gạch thì là vừa rồi ở trên kia thì có vẻ như là sắp hết, không biết chủ toán mà xuống cái này thì còn. Không phải quý xuống. Cái gì đâu? Ông để ở trong này á? Ôi, hôm nay là
đi lấy măng về làm món măng hả ông? À, hôm nay thì cháu lại tiếp tục là gửi cái phần quà của bà Mai Phong cùng với lại gia đình là cho ông. Thế thì hầu như là tháng nào là ông với lại là Mạnh thì cũng đều nhận được phần quà của bà Mai Phong cả. Đây ở đây thì là bà Mai Phong là có gửi cho cháu là 500 ngàn. Và trong đó thì là bà có cho cháu làm kinh phí đổ xăng đi lại là 100 ngàn. Còn là 400 ngàn thì là để mà mua gạo cho ông. Đấy thì ông gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong nhé. Trước tiên thì ông gửi một lời chào đã không ạ? Chào chị Mai Phong nhá. Cho ông chị cũng quan tâm đến hai ông cháu thì cái gạo giúp cho em với là cháu nàng. Tôi cũng xin cảm ơn, xin chúc sức khỏe chị mừng khỏe nhá. Tôi không biết nói gì nhiều, tôi xin cảm ơn nhá. Ông thì là hôm nay là đỡ hơn chưa ông? Đỡ một tí à? Thế là vừa rồi ông đang mặc áo mưa là chuẩn bị đi đâu? Vừa đi lấy cỏ về. Thế là ông vừa đi lấy cỏ à? Hôm nay ông đi lấy cỏ ở tận đâu? Trên này. Trên cái chỗ mà vừa rồi ông gặp cháu đấy á? Ừ. Vừa về đến. Cũng vừa về đến nhà luôn à ông? Ừ. Có củ măng này vừa mình còn chưa cháy. À vâng, thế là tối nay là hai ông cháu là có món măng này thêm à? Ông làm việc ông nhá, cháu đi xuống cái này cùng với lại là mấy anh em thợ một chút. Nhìn từ xa thì các bác nhìn thấy là rằng bây giờ ngôi nhà của ông cháu thì đã lên tương đối là khá là cao rồi. Ra phía bên kia thì cháu được nhìn thấy là mấy anh em thợ đang đánh thăng bằng xem là đá bằng chưa cô bác nhá. Trong quá trình xây. Ra phía bên này thì là ông vừa rồi cũng bảo là đi lấy măng về luộc này. Món măng của ông là đâu? Ông thử mở cho cháu xem nào. Thì tối nay là măng này không? Vâng. Thế là Mạnh là đi đâu chơi rồi không? Đi tận bên kia rồi à? Thế là con của chú Toán này cũng tên là Mạnh của bác ạ. Hai Mạnh thì gặp nhau là Mạnh lớn với Mạnh nhỏ là đi chơi rồi. Đến hôm nay thì là cũng được tầm độ là 5 ngày rồi cô bác ạ. Đấy, được tầm là 5 ngày rồi thì mấy anh em thợ đã lên được hơn là 1 mét rồi cô bác nhé. Và ở đây thì là khi mà mấy anh em thợ vận chuyển gạch từ trên kia xuống đây này cô bác này thì là mấy anh em thợ cũng lấy bạt để mà che lại để trong quá trình mà xây thì nó sẽ dễ dàng hơn cô bác, chứ để tránh trường hợp là mưa ướt nhiều quá thành ra là nó bị gạch nó bị hỏng. Ra phía bên nào thì cũng thấy mấy anh em thợ là đều che hết cả. Đây là đang đo thăng bằng hả anh Phong? Chú Toán gửi một lời chào tới các bác hả chú? Cháu chào cô chú với là các bác anh chị ạ. Ở dưới này tầm lúc này có nhiều dín chú nhỉ? Vâng. Cảm thấy là hôm nay cháu được đi quần đồi xuống là rất là sai lầm của bác ạ. Vừa quay lại tay phải là vừa thò xuống gái nữa. Công việc của hôm nay mấy thợ sẽ làm về những công việc gì chú? Hôm nay xây nối nên bây giờ là đi lấy cây về làm giàn giáo để mai mới xây lên cao được. Thế là bây giờ là chuẩn bị lên giáo rồi chú? Lên giàn giáo rồi à? Vâng. Sáng hôm nay thì là ở dưới này thì có mưa không hả chú? Sáng nay có mưa, sáng nay có làm được đây. Chiều nay 2 giờ mới về làm được. Thế là ngày hôm nay thì mới làm được là một buổi thôi hả chú? Vâng. Do trời mưa không đi làm được. Vâng.
ướt quá không làm được. Vâng. Thế là bây giờ là xây chỗ này là bằng khẩu với nhau hết rồi chú, những cái này ấy. Là bây giờ là chuẩn bị lên dàn giáo à? Vâng. Đấy. À, tầm đến hôm nay thì là được tầm 5 hôm chứ chú nhỉ? Xây được 5 hôm chưa? Được 4 hôm. Tầm 4 hôm nè. Đây được 4 hôm mà ở đây là chỉ có hai người xây và thêm là hai người phụ đâu các bác. Đấy, nhưng mà cái tiến độ của các anh làm thì là cũng khá là nhanh. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là trong đó thì vẫn có thêm là những cái sự chậm chế do là thời tiết không ủng hộ các bác. Nếu như mà sáng hôm nay là không có mưa đấy thì hiện tại là mấy em thợ đã dựng xong là dàn giáo rồi và đã có thể là lên thêm là hàng gạch nữa. Bây giờ thì là lấy cây để là đi làm dàn giáo luôn hả chú? Vâng. Nhưng mà những cái tường này thì là liệu là có chắc chưa chú? Dạ, cái này. Vâng. Cái này chắc rồi, mình bây giờ mình có chưa lên đấy mà mình chỉ có xỏ cây mà cho vào thì mai mới lên gạch mà vừa mới lên người mới lên đấy được. Bây giờ mình ở dưới đây gọi là chuẩn bị làm là lấy cây về xỏ để mai mình lên được. Vâng. Nếu như mà thời tiết là nắng là có thể là cái tốc độ mà xi nó sẽ là nó sẽ đông cứng lại là nhanh hơn. Mày đâu chị ơi? Nổ dân ra rồi. Tức quán mày chị. Cái tiến độ mà nhà của hai ông cháu là đi tới đâu thì cháu Lực sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh là cùng đã biết. Đấy, hôm nọ thì là những cây dàn giáo này của bác này thì cũng đã là chuẩn bị rồi nhưng mà không biết là có đủ hay chưa. Này liệu là có phải đi chặt thêm không hả chú? Có chứ. Có á? Ừ. Những cây dàn giáo này thì là được là anh Phòng lại tặng cho hai ông cháu được các bác nhá. Nhà của ông thì không có những cây vầu to như thế này này. Cũng khá là dài đấy anh nhỉ. Vâng. Ở đâu còn một cây nữa hả ông? À. À cây này hả ông? Ở trên á. À, ôi xa thế ông nhỉ, chỗ đấy. Đến chiều tối này mà Hà vẫn còn làm dín quá ở đây. Cái hôm nọ là để xuống nó rơi ở đấy không? Một cái gì cơ to đấy không? Tại sau một trận mưa thì các bác nhìn thấy đây, hầu như là những cái mảnh nương mảnh ruộng đều là chỗ nào cũng thấy là bị sạt xuống nữa.
Mày ơi. À, nghe đấy, từ xa thì thấy Mạnh gọi là chú Lực ơi, à, tít bên kia rồi cô bác ạ. Mạnh về rồi. Mạnh thì cũng còn khá là nhỏ tuổi cho nên là cũng không có giúp đỡ được ông là nhiều như bao hoàn cảnh khác mà cháu được đi chia sẻ. Những hoàn cảnh khác mà cháu được đi chia sẻ thì hầu như là lớn hết rồi. Ôi ruộng này cũng bị sâu nhiều quá anh ông ở đây. Được không ông? Từ từ nha, để cháu nhấc cái đầu này ra cho ông. Đây. Xuống nhau. Từ từ một tí nữa ông. Từ từ nhá, để cháu ăn. Ừ. Nó cứ thả đi. Được chưa ông? Nhìn thấu thì con sâu. Dạ dày quá. Hai chị là cứ thế có dành tặng cho cháu Lực đấy cô bác. Đi thì rất là thích cô bác ạ. Mai là ông mai là Mạnh bắt đầu đi học đúng không? Vâng. Lớp của Mạnh thì là năm nay mới vào học với mới vào nhập học lớp 1 đấy cô bác ạ. Thành ra là sẽ phải là đi sớm hơn, trước là 3 tuần. Bây giờ thì lên trên thì các cô giáo vẫn dạy là tập viết, tập đọc vào. Thả xuống luôn ông ạ. Có một cây nữa ông ở kia. Cây rồi. Hôm nay thì mấy anh em thợ là lên giàn giáo thì sẽ là nghỉ muộn hơn cô bác ạ. Đây thì hai anh em thợ là khác, hai anh em thợ là chưa thuê thêm người ấy cô bác, thành ra là mấy anh em thợ là làm rất là muộn. Ở đây nếu mà mình thuê thêm ấy, thuê thêm người ấy thì là làm đúng giờ là người ta đã nghỉ rồi. Đấy, nhưng mà không phải là mấy anh em thợ cũng có chia sẻ đấy cô bác ạ, bây giờ thì thời tiết kiểu không ủng hộ đấy, sáng nắng chiều mưa đấy, cho nên là mấy anh em thợ cũng chưa có để mà dám là huy động và thuê thêm người để mà đi làm cả đấy. Nhưng mà hai anh em thợ thì xây là tốc độ là cũng rất là nhanh các bác ạ. Trong lúc mà ông rảnh rỗi thì ông có thể là phụ giúp được cho mấy anh em thợ thôi các bác nhé. Còn là những lúc mà ông bận ấy thì ông cũng làm những công việc là thường ngày là ông làm. Những công việc thường ngày của ông làm thì cũng chỉ là mùa này các bác ạ, mùa này thì không có ai thuê làm gì cả. Cho nên là ở nhà chỉ có lấy trâu, lấy rau lợn này, với lại thêm là xem trâu nữa thôi. Đấy, công việc của nhà ông, nhà hai ông cháu thì cũng không có nhiều gia súc gia cầm cả. Đến
cái thời điểm hiện tại thì là đang làm nhà, cho nên là cháu Đức cũng không có cho ông để mà đi nhận thêm là những cái công việc lại ở ngoài để ông làm nữa. Thì rằng nếu mà như bây giờ ông đi thì sẽ không có ai ở nhà là giúp cháu Đức chú ý trong lúc mà cháu Đức không ở nữa. Có những ngày thì là công việc nhiều ấy các bác, thì cháu Lực là xuống nguyên một ngày, còn có những ngày thì là công việc nó ít, thì là biết là mấy anh em thợ là làm những công đoạn hào rồi, thì cháu Lực chỉ là đến tầm buổi chiều thì cháu Lực mới xuống để mà ghi hình cho các bác là cùng nắm rõ là cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi đấy, cho các bác xem là có chỗ nào mà sai sót không thôi. Hiện tại là cái khu lán này có bác này, thì trước thì cháu Lực định dự định là sẽ làm ở đây một cái kho ấy, nhưng mà chắc là không có làm được nữa rồi các bác ạ. Đấy, do là cái phần đất này thì nó cũng yếu quá rồi, sợ là sau này nó bị sạt đi ấy. Mày liệu là cây này có đủ không, có phải là đi chặt thêm không anh? Cái này đi chặt thêm á? À, còn cả cột trống ấy nhở. Mạnh thì ra bên kia rồi. Ra đây Mạnh, ra đây. Phải cho chú hỏi là vừa rồi Mạnh đi đâu về ấy? Đi ra, thế đi cùng ai? Đi cùng anh à? Cũng đi cùng anh Mạnh à? Ồ, thế là hôm nay là hai anh em Mạnh là hai anh em con đỏ là gặp nhau nhỉ? Mà Mạnh gửi mình là chào tới các ông các bà nào? Chào các ông các bà. Con chúc các ông các bà. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, thế à mai đi học không? Đi. Đi học à? Thế tối nay có đi cùng chú để đi về không? Không. Không á? Thế tối nay ở nhà rồi à? Không. Nhà của ông á? Không. Mai ông lại đưa đi rồi. À, tối nay tí cùng chú là tìm quần áo xong rồi lại đi nhá. Không. Tối là đi cùng ngủ cùng chú nhá. Thế tóm lại hỏi một câu thì tối nay có đi cùng chú nữa không? Đi. Đi đúng không? Rồi, thế đang ăn gì đấy mồm ấy? Mồm thì sau hết răng rồi của bác ạ Mạnh nhé. Này thì không biết là đeo cái dây bạc dây cổ gì đâu mà quấn vừa một cái vòng rồi. Thế là vừa rồi đi nhà anh Mạnh về à? À. Thế nhà anh Mạnh này đúng không? Rồi, nào Mạnh, chào các ông các bà thế nào? Chào các ông các bà, các cô, các chú ạ. Rồi. Mạnh là con, đây là con trai cả của chú à? Vâng. À, thế là hôm nay là ra đây là phụ bố làm gì không? Không ạ. Không á? Vâng. Thế là buổi chiều chiều mới ra à? Mới ra mình luôn. À, thế Mạnh đã đi học chưa? Chưa. Vẫn chưa á? Vâng. Năm nay lên lớp mấy rồi? Lớp 7 ạ. Lên lớp 7 rồi à? Vâng. Ồ, Mạnh thì có vẻ như là lớn đấy nhỉ? Ồ, một tí là đi mặc đi lấy giày dép là hôm nọ là hai bà Nguyệt Thí cho nhá. Mai để đi học nhá. Hay ở nhà thì vẫn đeo những cái đôi giày mà hôm nọ dép cho Đức mua cho thôi. Đi ra đây, đi ra đây. Đi ra đây. Đây, bây giờ thì mấy anh em thợ đang chuẩn bị là đo đạc xong là lên dàn giáo để ngày mai mấy anh em thợ là tiếp tục là sẽ đi vào và xây thêm những cái đặt thêm những cái viên gạch nữa. Và những cái tường mà mấy anh em thợ là lên dàn giáo này thì đã chắc chắn hết rồi các bác nhé. Cái cây này nhìn trông to to nhưng mà cảm giác như là nó non non đấy anh Phòng nhỉ? Toàn bộ những cây to này của bác này, những cây vòng này thì là đều được là anh Phòng là tặng cho hai ông cháu.
Không mà nếu mà những cái cây này đi mua thì đâu đó là cũng phải tầm độ là đôi triệu đấy. Một cây to này là ít nhất phải tầm độ là 50.000 là chặt tại chỗ đúng không anh? Chắc là tí làm xong dàn giáo chắc độ tầm là 8 giờ, 7, 8 giờ rồi mà. Bây giờ đã 7 giờ rồi. Công việc của mấy em thợ là không có để lại là ngày mai tiếp tục làm đâu các bác nhé. Hôm nay là có những công việc gì là mấy em thợ sẽ làm cho nó xong thì thôi. Thì mấy em thợ ngày mai thì mới bố trí được làm những công việc khác. Thì làm như vậy thì cái tiến độ về công việc của nó sẽ nhanh hơn. Dạ. Nếu mà tốc độ này nhanh quá thì hám lại thôi nhỉ. Thật ra thì có những câu thì đôi lúc là sẽ trêu nhau một lúc cô bác nhé. Nhưng mà nếu mà tầm một tuần nữa thời tiết mà cứ ủng hộ mấy anh em mình thì có thể là hoàn thiện là xong cái phần thô anh nhỉ. Nhưng mà nếu mà thời tiết không ủng hộ thì sáng nắng chiều mưa thì chiều lại nắng nắng được tầm 2 tiếng thì đúng không ạ? Chắc phải tầm độ 2 tháng. Đấy. Đấy do là nếu mà thời tiết mà ủng hộ thì cô bác ạ thì là tốc độ sẽ rất là nhanh đấy, nhưng mà bây giờ hiện đang xây này cô bác, đang xây đang đặt gạch thì là tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Đấy còn là máy nữa khi mà đi vào những khâu mà hoàn thiện ấy thì nó sẽ chậm hơn, tại vì là máy nữa là sẽ phải làm là tỉ mỉ hơn chứ không làm là phức tạp như bây giờ đâu cô bác nhé. Chứ không là làm là dễ dàng như bây giờ đâu. Công việc của mấy em thợ là trong thời gian này là cũng chỉ có là đi vào và xây thôi. Đây, cắt những cái vật liệu cắt này là lại sắp hết rồi, lại sắp chuẩn bị là đi lấy rồi. Suối kia thì đang to quá, không biết là liệu là có lấy được dưới kia nó không. Bây giờ thì phòng nào phòng đấy thì cũng đã hình thành lên là nhìn là rất là dễ dàng rồi các bác. Đấy, phòng khách thì là cho lực là tương đương với độ tầm là tầm độ 3 mâm cơm là thoải mái. Con gì đây? Hả? Mày con gì đây? Con cua chứ không phải con chim. Cái gì đây? Rơi rồi à? Không biết là hai anh em là vừa đi đâu bắt cua về, đi tận đó bắt cua về mày. À, dưới chậu á? À? À là nó có ở đây à? Mạnh thì một tí nữa Mạnh là sẽ lên cùng cháu Lực là lên trên luôn. Thì ngày mai là cháu Lực lại tiếp tục là đưa Mạnh là đi học sớm hơn. Đây thì phía bên ngoài thì cũng có một cái bóng đèn là ở phần là ngoài trời nữa cô bác ạ. Sau này thì là bóng đèn cây cột điện này tôi cho Lực sẽ di chuyển ra là để đúng ở phần sân nhà này luôn. Cây này có vẻ như hơi cong chú nhỉ? Hôm nay cô và chú bận à cô chú? Vâng. Là cô và chú bận là đi đâu à? Không đi làm được à? Đi nhà bà ngoại. Vâng. Đi nhà bà ngoại á? Vâng. Con gái của chú sao là đi cùng nhỉ? Giang ấy. Vâng. Con gái đi cùng. Con gái thì là hay đi theo mẹ là nhiều, con trai thì hay đi theo bố.
giàn giáo này là cũng phải làm mà chắc chắn đấy chú nhỉ, giàn giáo này. Vâng. Không để làm mà qua loa được đâu cô bác ạ. Làm qua loa ở trên này sau này là mình còn là đứng để mình đi lại lại, xong là còn là để gạch vữa nữa. Làm trong làng thì thế thôi, còn nhưng mà đi làm ở trong chỗ khác đi gần đường này thì xin đi mượn cái giàn giáo sắt. Sắt về rồi. Nhưng mà đây thì làm một giàn giáo bằng cái tre này thì mình làm chắc chắn thì cũng an toàn rồi. Nhưng mà đứa được ấy, đứa được làm đi làm lại. Cái giàn giáo chắc về đây làm một cái cây cũng xong rồi. Nói chung là cái nào thì nó cũng có gọi là cái lợi thì là mình không phải dựng nhiều nhưng mà mình lại vận chuyển xa. Cái kìm anh không cắt được hả anh Phong? Không gọi em ra để đây cái máy kìm không biết ở đâu rồi. Anh được hỏi ông như nào. Nói em mua máy kìm mới xuống đây này. Sợ rằng là mạnh là đem ra kia là kẹp đất xong là không biết là để đâu thôi. Trẻ con mà quá, trẻ con thì là không thể là làm bằng người lớn được. Mà tại có thái thú này còn có tét khí này. Khi chơi thì chơi đâu là còn để ấy luôn. Có khi là đang chơi chơi là đang buồn ngủ, cũng ngủ luôn tại chỗ luôn. Thái ạ. Mày ổn cực. Đã cắm rồi. Chờ lúc bản này mới tiêm xong mới khẩn thèm mới hô luôn. Nhưng mà cái cây bên này có vẻ là thấp hơn bên kia nhỉ, đúng không? Nó bị cong ấy. Vâng. Nó bị cong đúng ở đoạn dưới cái luôn. Yeah, em bật ra đèn pin cho. Đây là phải buộc chắc chắn anh nhá. Mất đèn bẹt và đèn là tín nhưng mà liên tục. Không mà đang say say lại tự dưng lại cả người cả gạch lại cũng xuống một lúc này. Cái giàn nó thấp như này thì chắc là lúc mà ngã xuống thì cũng chả sao đâu nhỉ anh nhỉ. Nhưng mà gạch mà đập vào đầu phát là chắc có sao đấy. Ngã xuống phát có sao không biết ngay mà. Nhiều lúc thấp thì vẫn có sao, nhiều lúc cao vẫn không có sao. Không thể nói trước được điều gì cả đấy. Sau này thì nếu mà theo chú thì cái tách để ở trên chỗ mà cao cao thì nước nó có đẩy mạnh không? Này thôi, trên này nếu mà đi thử ruộng trên này thì cũng được. Luôn cái mái trên này này, không đặt cái tách lên. Mái đấy á? Không đỏ thì chưa tính đến đấy. Nếu mà đổ lên ở trên này thì không đỏ là tính đến rồi. Thế bây giờ để thêm công cán không? Ồ, luôn cái mái ở trên cái nhà vệ sinh này xong cho cái tách lên luôn. Nhưng mà có thêm công không? Hay là vẫn như thế? Chắc vẫn như thế thôi nhỉ? Đúng rồi. Vừa rồi thì theo như anh thợ có nói không bác? Là đổ một cái phần đổ một cái mái ở trên cái nhà vệ sinh ấy. Nhưng mà cái đấy thì theo anh Thuận Lực thì nó không chưa có thiết thực máy cho nên là cũng không cần đổ. Để cái tách trên kia mình chỉ cần để trên cao như kia là được rồi. Thưa các bác, cái công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay thì là Thuận Lực cũng đã cập nhật cho các bác là cùng biết rồi. Và cái tốc độ
với lại cái tiến triển của mấy anh em thợ làm thì các bác cũng đã biết là đá nhanh hay là chậm rồi. Và nếu mà có những cái sai sót gì ấy, thì rất là mong là sẽ được sự đóng góp của tất cả các bác, cô chú, anh chị là Mạnh Thường Quân và khán giả trên kênh. Thế thì cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Thì cùng là mấy anh em thợ là đi vào hoàn thiện thêm chút nữa thì chắc là mấy anh em sẽ cùng nhau là để cùng nhau nghỉ cô bác ạ. Chào các bác nha. Xin chào các bác nha. Đây thì trời cũng khá là tối rồi cho nên là cháu xin kết thúc là cái video này thôi các bác. Ông ạ, thì ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác ông nhé. Chào các bác, các chị nha. Chào tạm biệt các ông, các bà. Rồi, bye bye. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.